Hướng dẫn sử dụng két sắt Liberty Safe này. Bước 1 là mở bằng vân tay, thì chỉ cần chạm vân tay vào xoay là có thể mở được két sắt. Bước 2 là mình cài vân tay cho két sắt bằng cách là mở cái lắp ở đây ra, ấn nhả set, sau đó chạm vân tay 4 lần. Vân xanh là mình đã cài vân tay thành công. Tương tự như vậy, có thể cài được nhiều vân tay. Sau khi cài xong thì mình sẽ thử. Đó. Đấy là cách cài vân tay. Bước 3 là cài mã số điện tử bằng cách là ấn về bàn phím này, ấn 0 này, ấn nhả set này, nhập 6 cái số mới của mình, ví dụ như là 89 89 89, thăng. Vậy là xong. Đóng vào này, quệt vào bàn phím cảm ứng này, 89 89 89, thăng, xoay. Như vậy mình đã cài xong vân tay và mã số điện tử. Khi mình mở cái vân tay lạ này, nó sẽ báo đỏ và không mở được. Còn vân tay thì chính chủ này, đó, rất là dễ dàng. Thì ở trong này có một cái mã số khác gọi là như kiểu cặp số ấy, mình mở ra. Đấy. Đấy. Ban đầu để mã là 000, gạt lên trên này. Đấy. Bây giờ là 001. Đấy. Chưa. Quay vào đây. Gạt xuống và gạt về. Bây giờ mình sẽ đặt là 000, nó sẽ không mở được. Đấy, 001. Mình có thể xoay được dễ dàng. Thì đấy là cách mình đổi cái mã bên trong này. Ngoài ra thì đây là hộp bóc. Còn hộp pin thì mình thay ở đây. Rất là dễ dàng. Hộp bóc này thì cũng có hộp tiếp pin và hai chìa khóa này. Hai chìa khóa này mình phải để bên ngoài của két sắt, để khi mà hết pin hoặc là quên mật khẩu thì mình có thể mở được. Thì cách mở chìa khóa thì bằng cách là chờ cái lắp bay ra, chờ cái lắp bay ra, cái chìa khóa bên này xoay bằng phải, cái chìa khóa này cắm vào xoay sang trái. Đấy là cách mở chìa khóa. Thì dùng khi nào? Dùng khi mà kết hết pin này, sai vân tay hoặc là sai mật khẩu thì mình sẽ mở ra, mình thay pin hoặc là mình đặt lại mật khẩu của mình. Còn muốn xóa hết về cài đặt gốc thì chỉ cần là mở ra này, ấn giữ vào đây. Đấy, khoảng 3-5 giây khi một tiếng kêu bíp thì toàn bộ vân tay sẽ bị xóa hết, mật khẩu sẽ reset về 1234. Chúc các bạn cài đặt két sắt và sử dụng két sắt được an toàn và hiệu quả. Cảm ơn.